sọc ra hám cất bước đi đêm người con tế lê toàn thiêu lòng yêu mến tiến dâng lên như làn hương ngát tỏa ban chiều trong tâm can sầu vương buồn lắng đêm chưa tan đường đi còn vắng thấm thoáng đoàn người tiến bước đều đều hướng theo con đường về núi khi đêm tan bình minh vừa tới Abraham làm theo lên mới với tâm lòng thành mến Chúa nồng nàn hiến dâng con yêu nhất đời. Abraham cất bước đi đêm người con tế lê toàn thiêu lòng yêu mến tiến dâng lên như làn hương ngát tỏa ban chiều. Abraham ngày xưa vì Chúa dâng con yêu người con độc nhất, chính đấng tổ phụ đã dám liều mình để tin yêu một mình Chúa. Hôm nay con nguyện dâng về Chúa đầy tâm tư và cả hồn xác, quyết chí một lòng dẫn bước vì Ngài dấu cho hy sinh suốt đời. Abraham cất bước đi đêm người con tế lê toàn thiêu lòng yêu mến tiến dâng lên như làn hương ngát tỏa ban chiều như dân xưa cùng lên đền thánh như thương kinh thành tâm thờ kinh đó những đoàn người tiếp nối đường dài bước chân vui về nhà Chúa hôm nay đây đoàn con cùng đến trên đôi môi lời ca chiều mến tiếng hát diệu huyền đến khắp mọi miền đức kiên trung vững bền tiếng hát diệu huyền đến khắp mọi miền đức tin kiên trung vững bền. Quý anh chị trong ban tổ chức và tất cả quý anh chị em của tham dự viên của đại hội giáo lý hôm nay thì con cái nhận được tập tài liệu nhìn vào tập tài liệu thì thấy là chương trình hôm nay là kỷ niệm 30 năm và 30 năm hành trình của đại hội giáo lý Việt Nam toàn quốc. Con nhớ từ 1991 tới giờ mà đã 30 năm rồi. Và ngày xưa lúc mà con còn là học sinh ở New Orleans thì cứ 2 năm thì lại giúp đại hội giáo lý Baton Rouge là thời đó là 95-97 là thời chắc đại hội thứ 3 tới thứ 4 yeah. Mà bây giờ là hành trình là 30 năm rồi con. Hôm nay thì con được hân hạnh tới đây để thay mặt cho Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ để cùng đồng hành với lại anh chị em ở đây trong đại hội kỳ này. Thì có lẽ anh chị em cũng hỏi là cộng đồng Liên đoàn Công giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ là gì? Có lẽ nhiều người cũng chưa bao giờ nghe tới hoặc là có thể nghe mà cũng biết sơ sơ. Thì cũng xin được giới thiệu với tất cả quý chị đây một chút xíu về cái lịch sử của Liên đoàn Công giáo Việt Nam Hoa Kỳ. Lịch sử của quý chị đây đại hội giáo lý 30 năm từ 91, nhưng mà lịch sử của Liên đoàn Công giáo Hoa Kỳ đó thì Việt Nam ở Hoa Kỳ đó thì được bắt đầu từ năm 1970, lâu hơn tí lịch sử của anh chị em tí xíu. Thì trong thời kỳ đó, thì mở đầu đó là có lẽ ở đây các bậc tiền bối chẳng hơn người biết rõ hơn con nhiều trình bày hay hơn dạ. Nhưng mà cộng đồng giáo sĩ và tu sĩ Việt Nam ở Bắc Mỹ là được thành năm 1970. Thời đó thì như là một hội thân hữu dành cho các linh mục và tu sĩ nam nữ được gửi sang du học và làm việc ở Hoa Kỳ cũng như Canada. Rồi quý chị cũng biết là qua cái cuộc di tản tị nạn năm 1975 thì số linh mục và tu sĩ qua Hoa Kỳ và Canada càng đông đảo hơn nữa. Và vì vậy mà vào dịp đại hội thánh thể quốc tế tại Philadelphia ở Pennsylvania năm 1976, tức là một năm sau khi mà chúng ta mất nước, thì những tham dự viên ở trong cái đội đó đã quyết định là thành lập cộng đồng giáo sĩ và tu sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Còn bầu vị chủ tịch đầu tiên lúc đó là cha Giuse Nguyễn Văn Tịnh. Thì mục đích của cái cộng đồng giáo sĩ và tu sĩ Hoa Kỳ này là để giúp những người Việt Nam sống ơn gọi và làm việc tông đồ tại Hoa Kỳ. Và cái vị chủ tịch đó cũng là một liaison person, tức là một liên lạc viên ở trong Ủy ban Di dân và Tị nạn thuộc Hội đồng Giám mục của Hoa Kỳ.
Rồi quý chị cũng biết là những năm tiếp theo đó thì với hướng liên kết thì các linh mục cử hành thánh lễ bằng tiếng Việt ở cuối tuần, rồi giáo dân ở Việt Nam thì lúc đầu qua tản mát nhiều nơi, rồi sau đó thì quy tụ lại những nơi gần gũi hơn, ví dụ Baton Rouge ở Houston, rồi ở Cali, họ cần tìm về nhau gần gũi hơn, thì từ đó mới nảy sinh cái nhu cầu mới. Và vì vậy mà khi đó thì các đức giám mục Hoa Kỳ đặc biệt khuyến khích hỗ trợ tinh thần cũng như sinh hoạt phục vụ chăm sóc cho cuộc sống đạo của giáo dân Việt Nam trong các giáo xứ địa phương. Rồi tiếp tục cái lịch sử hình thành của Liên đoàn Công giáo đó là tới năm 2001 thì tại dòng Đồng Công, để việc liên hệ với lại mà làm việc hữu hiệu hơn thì lúc đó thì cộng đồng giáo sĩ và tu sĩ ở Hoa Kỳ thì chia làm ba tổ chức riêng biệt. Là cộng đồng giáo sĩ và tu sĩ nam, rồi cộng đồng phó tế vĩnh viễn và liên dòng nữ tu, rồi cho tới thời gian gần đây, ngày xưa là một thực thể riêng biệt là cộng đồng giáo dân, nhưng mà sau này thì thời gian gần đây thì cộng đồng giáo dân đã sáp nhập vào Liên đoàn Công giáo Việt Nam, cho nên bây giờ Liên đoàn Công giáo Việt Nam Hoa Kỳ gồm có bốn cộng đồng, là cộng đồng giáo sĩ tức là các linh mục và các nam tu, rồi cộng đồng phó tế vĩnh viễn, rồi cộng đồng các ly dòng nữ tu, và cuối cùng là và quan trọng hơn là cộng đồng của người giáo dân. Dạ. Và thì dĩ nhiên đây chỉ là một hội thân hữu, và vì vậy mà cái sự liên hệ trong cộng đồng của liên đoàn thì mang tính cách là hiệp thông cũng như liên đới trong hội thánh nhiều hơn là có sự ràng buộc về giáo luật ở trong đó, bởi vì mỗi linh mục hoặc là phó tế thì cũng thuộc về giáo xứ của mình hoặc là thuộc về dòng tu của mình, rồi các nữ tu và nam tu cũng vậy, và đặc biệt thì dĩ nhiên chị em giáo dân cũng vậy, ở đâu mình cũng thuộc về cái giáo phận ở đó, và vì vậy mà sinh hoạt liên đoàn chỉ với tính cách là họ một hồi thân hiểu liên hệ với nhau để cùng nâng đỡ nhau ở trong cuộc sống niềm tin. Cho tới hôm nay thì Liên đoàn Công giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ có khoảng gần 1.000 linh mục Việt Nam, rồi 155 phó tế vĩnh viễn, khoảng 570 nữ tu và chừng khoảng 400 nam tu sĩ chúng sinh nhà tộc đang theo đuổi đội của mình. Và dĩ nhiên là cái cộng đồng thứ tư, tức là cộng đồng người giáo dân thì hàng ngàn xa số. Dạ. Như sao trên trời, như cát dưới biển. Cái đó là thật sự ra một chút xíu để chia sẻ với quý chị về cái bài cái nét lịch sử của cộng đồng của Liên đoàn Công giáo Việt Nam để mỗi người chúng ta có biết tí xíu. Như vậy thì những cái sinh hoạt về của Liên đoàn như thế nào? Thật sự thì có nhiều lắm, nhưng mà Liên đoàn thì chia thành 12 miền, và dĩ nhiên là mỗi miền có những sinh hoạt riêng biệt có cho mỗi miền. Thì như họp mặt linh mục tu sĩ mỗi miền hàng năm, rồi tĩnh tâm hành hương học tập hội thảo, thì mấy chị cũng biết rồi, ở miền ở đâu thì có ở đó. Ví dụ như ở đây anh chị em ở trên Seattle thì hàng năm hình như họ có hành hương ở Portland, Oregon, đại khái tất cả những cái nơi khác nhau. Dạ. Rồi linh mục, cộng đồng linh mục thì hàng năm cứ hai năm một lần thì họp mặt ở trong hành trình Emmaus. Rồi cộng đồng phó tế cũng như liên dòng nữ tu cũng 2 năm họp mặt một lần. Đồng thời thì ở trong liên đoàn cũng có những ủy ban chuyên môn, như ủy ban giáo lý đức tin. Thì ở đây thì có cha Việt Hưng là trưởng của ủy ban giáo lý đức tin của liên đoàn. Rồi có ủy ban thần học, thì ở đây cũng có sự góp mặt của hôm nay của cha Đinh Văn Nghị, thuộc dòng Lan Minh, là cha cũng là trưởng ban của ủy ban thần học. Rồi ủy ban giới trẻ và có nhiều ủy ban khác nhau. Như quý vị biết là năm nay là năm Thánh Giuse, và vì vậy mà trong thời gian vừa rồi đó thì ủy ban thần học của cha Đinh Văn Nghị cũng như cha Việt Hưng đã có làm việc với nhau, rồi làm việc chung với lại cha Nguyễn Khắc Hy và một số linh mục ở trong liên đoàn, đã viết một số bài viết để giúp người giáo dân hiểu hơn về về Thánh Giuse. Rồi cũng cha Nghị cũng có thực hiện một số video để giúp anh chị em chúng ta biết thêm về Thánh Giuse cũng như phụng vụ liên quan tới Thánh Giuse. Cho nên nhân đây con cũng thay mặt liên đoàn cảm ơn cha Bị Hưng cũng như cha Đinh Văn Nghị đã giúp liên đoàn trong vấn đề trong công việc này rất là nhiều.
Rồi đồng thời thì liên đoàn cũng tham gia một số những cái công tác khác, ví dụ như anh chị biết là xây cất, tiêu biểu là Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang ở ở Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Washington DC, thì đó là cái một thực hiện của liên đoàn trong thời gian vừa rồi. Rồi đồng thời thì cũng có liên đoàn cũng có trách nhiệm cố gắng để giúp Giáo hội Mẹ Việt Nam qua nhiều phương tiện khác nhau. Quý chị biết thì trong năm vừa rồi, năm 2020 bị lũ lụt ở Việt Nam, thì liên đoàn cũng đứng lên để kêu gọi khắp nơi, và các cha địa phương, các cha xứ Việt Nam ở địa phương, rồi giáo dân khắp nơi cũng gửi về, và liên đoàn đã nhận được khoảng 350.000 đô la để gửi về cho Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như Caritas Việt Nam để giúp cho anh chị em lũ lụt ở Việt Nam. Cho nên tóm lại thì một chút xíu để quý anh chị lịch sử cũng như cái sinh hoạt của liên đoàn, để mấy anh chị cũng biết những sinh hoạt, rồi đồng thời thì qua những cái sinh hoạt đó thì liên đoàn cũng cố gắng đẩy mạnh cái hành trình sống đạo nên thánh và loan báo tin mừng qua những cái hoạt động đó của mình. Và đồng thời thì quan trọng hơn nữa là tạo tình liên đới giữa các linh mục, tu sĩ và giáo dân. Và vì vậy trong tinh thần đó thì xin quý cha cũng như quý tu sĩ nam nữ và quý anh chị em ở đây hỗ trợ và dấn thân hơn nữa để cùng chung vai sát cánh với liên đoàn trong những cái công tác thời điểm này. Thì hôm nay con xin thay mặt cho cha Du Xe Nguyễn Thanh Châu là cha chủ tịch cũng như tất cả anh chị em trong Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ xin gửi lời chào mừng cũng như chúc mừng đến tất cả anh chị em tham dự viên Đại hội Giáo lý Toàn quốc thứ 16 ở đây. Xin chúc mừng cho 30 năm hành trình phục vụ của Ủy ban Giáo lý Toàn quốc, và xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Thánh cả Du Xe cũng ban buôn ân lành cho tất cả anh chị có những ngày học tập vui tươi, tốt, tình thân, tạo tình thân với nhau, và nhất là nâng đỡ nhau ở trong trách nhiệm nên thánh và rao giảng tin mừng qua những trách nhiệm là giáo lý viên của tất cả quý anh chị. Vâng, đó là một chút xíu chia sẻ với quý anh chị, và đồng thời thì cũng để hiệp thông cộng tác tích cực hơn và rõ ràng hơn, thì liên đoàn cũng xin ủng hộ 3.000 đô la để giúp cho cái công việc tổ chức của tất cả quý anh chị. Cho nên vâng, thì cảm ơn ban tổ chức cũng như xin cảm ơn tất cả quý chị. Dạ vâng, cha Bùi Hưng chị cho nghị. Thật sự thì con lên đây để thay mặt liên đoàn để chúc mừng cũng như chào mừng tất cả quý chị tham dự viên hôm nay thôi. Nhưng mà thôi, ban tổ chức cũng giao cho cái trách nhiệm rất là nặng nề, cũng nhưng mà đồng thời thì cũng rất là hân hạnh được giới thiệu keynote speaker. Thì quý chị cũng biết đó là đại hội nào cũng có một hay hai keynote speaker là một người những người quan trọng nhất, là thuyết trình viên quan trọng nhất ở trong đại hội. Thì hôm nay con được hân hạnh để giới thiệu cha Đinh Văn Nghị thuộc dòng Nam Minh. Thì một chút xíu về thật sự thì quý anh chị cũng biết đó, nhìn cha Nghị đó là tuổi đời ngày như vậy, thì nếu mà giới thiệu mà chi tiết đó, thì chắc dài lắm. Cho nên chỉ xin giới thiệu một vài nét chính về cha Nghị. Thứ nhất là ngày có bằng cử nhân toán, và ngày đi dạy học trước khi ngày vào dòng Đa Minh. Rồi sau đó thì ngày khi mà ngày qua Mỹ rồi đó, thì ngày có một thời gian ngày làm chánh xứ ở Vancouver ở Canada. Rồi sau đó thì cha được nhà giàu gửi đi học ở bên Roma, và cha đã hoàn thành đã đậu bằng tiến sĩ thần học bên Roma. Cha Nghị cứ nói là sau khi mà đậu bằng tiến sĩ rồi đó thì cha Nghị xin nhà giàu đi chơi thời gian, đi 10 năm lại. Đi 10 năm. Nhưng mà cha nói là đi chơi đi vòng 10 năm, nhưng mà thật sự đó là cha thay mặt nhà giàu để đi làm việc phục vụ với anh chị em tị nạn nè, di dân với lại lao động ở bên Bangkok, Thái Lan. Dạ. Cha đi qua đó 10 năm thì mấy chị em cũng chắc ở đây mà chưa có qua Thái Lan không biết, không thể mà tưởng tượng nổi bên Thái Lan đâu, tại vì thật sự người Việt Nam mình ở bên Thái Lan cả 100.000 người chứ không phải, ghê khủng khiếp lắm. Dạ, cả 100.000 người ở bên đó.
tại vì cái đám con cháu Bác Hồ đó là ở bên Vinh với Hà Tĩnh nó nghèo lắm. Dạ nghèo lắm, họ không có việc làm. Rồi con cháu Bác Hồ ở bên vùng đó cứ qua kéo qua lao động ở bên Thái Lan nó đông lắm. Dạ. Và mấy chị em cũng biết là vùng Vinh với Hà Tĩnh như họ đó là người Công giáo rất là đông. Cho nên cha qua đó cha làm một vụ với anh chị em ở bên đó. Và nếu mà mấy anh chị có nhớ cái vụ mà cháy xe không biết năm 2010 mấy đó. Dạ. Cũng dính vô cha Nghị đây. Cha cùng với một số linh mục khác đó tổ chức tĩnh tâm cho mấy anh chị em giới trẻ bên đó đang lao động phục vụ đó, rồi chở con cái người ta đi đi tới chỗ tĩnh tâm đó, mà đi xe ven như vậy đó, mười mấy người, mà xe ven bên kia lạ lắm là nó chạy bằng dầu khí chứ không phải là chạy bằng xăng. Dạ, nó dầu khí đốt gì đó mà nó bị tai nạn sao mà nguyên cái bình đó nó thổi nó nguyên một xe bị chết hết. Dạ, dạ. Ở trong đó có một linh mục của dòng Đại Minh từ Việt Nam đi qua nữa. Dạ. Nhưng mà cha qua đó cha làm việc một vụ với lại người Việt Nam bên đó rất là lâu, và đồng thời thì thật sự con cũng nghe là cha giúp cho dòng Đại Minh khai phá bên đó rất là nhiều. Bởi vì ngày xưa đó bên dòng Đại Minh của Việt Nam không có hiện diện ở bên Bangkok, nhưng mà lúc cha Nghị qua đó rồi không biết tìm nhà cửa đâu được gì đó, thì đưa anh em ở Đam Minh ở Việt Nam đi qua, và anh làm các cha các thầy Đam Minh ở Việt Nam đi qua làm việc phục vụ bên đó, và bây giờ tạo tình cảm cũng như tạo sự tin tưởng rất là tốt đối với các đức cha ở bên Thái Lan và Bangkok, và đang làm việc phục vụ rất là tốt bên đó. Cho nên cha ở đó 10 năm, cha rành tiếng Thái lắm. Không biết hồi cha có chuyện chuyện vui về tiếng Thái gì, con nghe nói cha đi mua chuối, mua gì, tiếng Thái gì đó. Đó. Rồi khi mà cha rời ở bên Bangkok, Thái Lan đi về đây đó, thì cha phụ trách, cha bây giờ đang làm bề trên của cư xá Thánh Đạm Minh ở Houston ở đây. Và đồng thời thì cha cũng đảm nhận trách nhiệm trưởng ban của ủy ban thần học của Liên đoàn Công giáo, thì cũng đã chia sẻ với chị đó trong thời gian vừa rồi thì cha cũng thực hiện một số bài viết cũng như một số video về thánh Cả Du Xe trong năm thánh này để giúp anh chị em chúng ta. Năm nay hình như cha linh mục được 36 năm linh mục hình như vậy. Dạ, dạ. Vâng, đó là một chút xíu con được hân hạnh để giới thiệu một vài nét chính về cái vị giảng thuyết cũng như keynote speaker cho đại hội chúng ta trong năm nay. Xin anh chị em một tràng pháo tay. Vâng, con cảm ơn cha đã giới thiệu một cách quá đầy đủ và cha giúp đỡ cho con rất nhiều. Là bởi vì bây giờ có cầu nguyện tí không? Nha. Ta đứng lên ta cầu xin cho anh thần tí, có căng quá. Nhân viên cha và con và thánh thần. Amen. Chúng ta là người Kitô giáo, chúng ta luôn luôn nhắc nhở rằng khi chúng ta tu họp lại hai hoặc ba người, đây chúng ta hơn 30 người, 60 người, 70 người. Nhưng nhân Chúa Giêsu Kitô về nơi đây càng là sự hiện diện của Thiên Chúa, và đặc biệt là sự hoạt động rất đặc biệt của Chúa Thánh Thần. Giờ đây chúng ta cùng nâng tâm hồn lên và xin với Chúa Thánh Thần đánh động tâm hồn chúng ta. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đám ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ta đói nghe lời con
chúng con, các thánh tử vì đạo nước Việt Nam, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin mọi người an tọa. Tại làm sao mà tôi phải cầu nguyện là bởi vì tôi nói thật là tôi rất là run. Hôm nay là bây giờ sự giới thiệu của cha Tâm ở đây tôi đỡ đỡ đi nhưng mà cũng còn rất là run. Lý do là bởi vì khi ăn cơm đó, tôi đang là ăn ngon lành thì đã bị có nhiều thấy nhìn thấy có nhiều vấn đề. Là bởi vì đồ ăn rất là ngon, tôi thấy rằng quý vị ăn hơi nhiều. Mà người ta bảo rằng hễ mà nặng bụng đó thì cái mắt nó chín xuống. Không đâu, tôi thấy người ta ăn mà tôi rất là sợ hãi. Thứ hai là không những là quý vị ăn mà quý vị còn cười nhiều quá. Cười nhiều quá hết sức rồi lấy sức đâu mà nghe nữa. Do đó tôi rất là run. Tệ hơn nữa cái ông quyền gì không có thương tội nhớ trong bảo vệ còn mấy phút nữa thì bị đóng đinh. Thế là nhìn tới cũng có vấn đề, nhìn lui có vấn đề, nhìn chỗ nào có vấn đề. Bây giờ tôi nhìn xuống có vấn đề luôn. Biết vấn đề gì không? Là tôi không ngờ rằng ban giáo lý này có nhiều người trẻ quá. Mà trẻ thì đáng lý mừng phải không? Mừng thì cũng mừng, nhưng mà vấn đề cũng là vấn đề. Là bởi vì trẻ thường thường là nó hiểu tiếng Anh hơn là tiếng Việt. Đúng không? Nhìn xuống là những người này lại hiểu tiếng Việt hơn tiếng Anh. Bây giờ tôi chơi tiếng gì? May ông Cha Tâm giới thiệu. Bây giờ tôi chơi tiếng Thái. Và cái chuyện này lại có vấn đề đó, tôi thấy chúng Cha Tâm lắm nhưng mà ông ấy chơi tôi. Ông ấy chỉ nói nửa tiếng tôi ông đổ 3.000, bây giờ tôi chơi 2 tiếng phải đủ bao nhiêu. Ông ấy còn chúng Cha Tâm lại còn bắt tôi phải kể chuyện Thái Lan nữa, đúng không? Lỡ lại kể luôn. Đó là tôi ở bên Thái Lan đó, là người ta tuy rằng họ chưa thấy có nước nào mà có cái trường gọi là trường chuyên môn dạy các giáo lý Việt toàn quốc do hội đồng giám mục phụ trách. Thế hay chưa? Vỗ tay đi. Đấy. Nhưng mà mấy người tôi biết ngay là gặp tới đây gặp một lũ trước khi nó còn trẻ nó đi chơi với tôi rồi thấy cái nó dướng lên nó muốn cãi rồi nó sợ. Nó sợ thêm phần hưng thôi. Tôi biết là nó sẽ cãi và nghe ông nói vừa thôi. Nhiều nơi không có trường huấn luyện giáo lý viên vậy. Nhưng mà tôi nói xin lỗi chứ không bằng Thái của tôi được. Đúng không? Thái nó làm sao? Là bởi vì khi huấn luyện hướng giáo lý viên như vậy đó, chương trình của họ là 4 năm. Học 4 năm đàng hoàng. Học ở cái chỗ giống như là ở trong trường viện ấy. Có nghe chưa? Sau 4 năm thì được cái gì? Được cái bằng. Nhưng mà hay hơn hết, cái bằng mà trường giáo lý viên người ta ta cấp cho đó được chính phủ công nhận. Wow. Hay không? Thì bây giờ khi mà có bằng như vậy thì ta về ta đóng khung rồi ta khoe mà tao cũng có bằng đấy phải không? Không chơi thế là trò đó. Là bởi vì không những rằng họ đó có bằng xong rồi họ đi giúp trong các xứ như chúng ta, nhưng mà họ có thể dùng bằng đó dạy trong các trường học. Bởi vì cái bằng đấy được chính phủ công nhận tương đương với bằng sư phạm. Tức là có cái teaching credential đấy. Tôi quên mình tiếng Anh của tôi nó hơi là đấy, cho nên là chi nói như vậy không nghĩa là ở bên Thái chúng tôi đang đặt rất nặng về vấn đề giáo lý. Tại làm sao như vậy? Là bởi vì ở trong một cái đất nước mà toàn tầng về Phật giáo,
mà không những toàn tầng về Phật giáo, mà cái đạo mà người ta theo đạo Phật giáo người ta rất là sâu sắc, đúng không? Do đó thì vấn đề giáo lý phải rất là quan trọng. Bên này chúng ta cũng y như vậy. Ngày xưa khi mà tôi sang bên Thái Lan ấy, thì ở bên đó tôi làm gì thì không ai biết. Nhưng mà về đấy tôi gặp các đức cha quen ở tôi Canada, nó hỏi đi đâu đấy, tôi bảo đi truyền giáo đấy. Coi đâu có nể không, có nể không, nể gì không biết, cả nể gì hết. Tại sao mà là lý do nó đơn giản. Ông bảo thời thế này truyền giáo cái gì, thời thế này ngày xưa truyền giáo phải đi về các cái nước khác mà truyền giáo, bây giờ người các nơi về đây nè, ở đây mà truyền giáo đi đâu vậy? Có hay không? Không, vậy ông mới được làm đức cha đấy. Tôi thì làm về linh mục cao cao chứ còn chưa được đấy. Người ta có tầm nhìn thấy không? Do đó thì vấn đề chúng ta bây giờ đó là cái làm người giáo lý viên bây giờ nó quan trọng tới đâu. Mà có lẽ vì vậy mà cảm ơn thầy Khôi là thầy đã dày công, thầy đã giới thiệu cái tân chỉ nam giáo lý viên. Cái đó rất là quan trọng. Hy vọng rằng chúng ta sẽ đi sâu vào đấy. Nhưng mà hôm nay đó, thì ta không có đi theo cái chỉ nam được. Hôm nay ta định đi theo ông Thánh Du Sẻ. Theo ông Thánh Du Sẻ. Mà trước khi nói về ông Thánh Du Sẻ thì phải để đề phòng cái đám này có làm sao nữa. Là vì tôi chuyên trị về cái sự này mà không biết đúng không. Đó là mới gần đây đó, tôi về đây đó, một trong những cái tôi rất thích là ở bên Texas nó có cái gì mà các nơi khác thèm rõ rãi là đố biết có gì đúng rồi, nắng, nhưng mà nắng đây cũng đâu có bằng với Arizona của tôi đâu, đúng không? Nếu nắng vậy cũng chưa được. Cái hay ở đây đó là ở đây đó, được ăn cái lợn rừng đó, theo rừng thế. Đến ngày mình dùng cái tiếng lợn nó chửi là ở bên này đó là được ăn heo rừng thoải mái đúng không? Và tôi vừa rồi mới gần đây đó là tôi theo ba cái thằng kia nó dụ dỗ tôi. Rồi thì tôi đi cám dỗ tôi đi. Con xin tội thân. Tôi đi đó thì là đó, tôi có lần đầu tiên nó bảo cha đi đi. Rồi là tôi bảo thôi tao đi coi thì mày chơi nó được. Nó bảo cầm súng đi. Nó bảo tôi linh mục tao có cầm súng bao giờ đâu. Cầm đi, về bây giờ coi nhà dòng đấy. Nếu mà không may cho tụi nó bây giờ nó đến nó phá phách nhà dòng thì phải cầm súng cho nó đúng. Không cần phải bắn như vậy, cầm súng cho nó đúng. Do đó thì khi nó nói như vậy thì tôi phải làm gì? Cầm ngay. Chơi là chơi mà, đúng không? Thì khi mà cầm xong rồi phải đi cám dỗ, nó cầm xong thì cô phải học. Đúng không? Học bắn xong rồi cố thế thầy cũng bắn thì nó dẫn đi vô trong rồi vất vả quá. Cái đi vô trong đó, đi vô trong cái tròi đó, vậy xong rồi bốn thằng im lặng, mình không, nó không cho mình ho luôn. Đời á là cái chỗ nó đâu đây xa xa kia kìa, thì nó cái chỗ chuyên môn nó để bắt để cho cái con heo rừng nó ra nó ăn, đâu nó ra ăn thật, thì nó lâu lắm rồi. Chỉ có một con à? Một con này là có được chỉ lên thằng nào bắn không? Bốn thằng đều bắn. Bốn thằng đều bắn. Kết quả là sao? Chết! Không, chúng không có vấn đề. Chết mới có vấn đề. Chết mới có vấn đề. Khi mà nó chết như vậy đó, thì mừng rỡ quá xuống coi. Thì hóa ra bốn thằng bắn mà chỉ có một viên đạn trúng. Bây giờ vấn đề là gì? Bốn thằng bắn biến thành thằng nào? Cãi nhau, trời ơi cãi nhau quá không làm gì được, không giải quyết được. Nếu hỏi về phải đưa con heo rừng về nhà lại cái chỗ cái thằng.
rằng là owner của ranch, cái chủ trại đó, và ông Lê phải kể nó chuyện bốn thằng được bắn mà chỉ có một viên đạn trúng thôi. Là với kể vậy, ông này ông coi xem này, nhìn ta. Trong bốn anh có một anh làm lính bộ pháo. mình cứ tưởng ông mới khen mình mà làm linh mục có nghĩa là tâm hồn trong sáng, bắn tên tốt đúng đâu trong đó, nhưng mà đâu có đâu. Mình cứ hỏi chứ mai sao ông biết là đây có một linh mục. Ông ra nói vậy, bảo đây này, tôi bảo là tôi là linh mục đấy này. Ông mà thì biết ngay là phải có linh mục, lý do là bởi vì chỉ một cái viên đạn nó bắn thôi mà nó bắn từ tai bên này mấy cái đứa chỉ cho trẻ tuổi nó hiểu cái gì không? Đấy chả nó bắn từ cái này mà nó từ trái bên này qua bên kia đi qua rồi. Đấy là chỉ có ông cha mới có tài đó thôi. Đặc biệt là ông nói nhiều. Người ta nghe vậy nhưng mà người ta từ tai bên này con lạy các ông, con lạy các bà, đừng chơi trò đó với con ở đây. Sẵn sàng chưa? Cụ uống này, cụ nói tiếp. Vấn đề như này là thường là người ta nói rằng ở trên đời này đó là những kẻ nào mà cứ âm thầm hầu hạ thằng khác thường thường là bị người ta lãng quên. Cái đó có không? Có. Do đó thì thường thường là người ta nói như vậy. Thì người ta nói như vậy lý do là tại làm sao? Bởi vì không thằng nào dám âm thầm mà phục vụ thế đó. Đúng không? Thằng nào mà làm được một tí nào đó là đánh trống khua mỏ thật to lên. Dù rằng là lúc cụ giảng thì cụ vẫn nói rằng khi chúng con làm điều tốt chúng con phải âm thầm. Nhưng mà khi con giảng á, mà đứa nào không khen con thì con cũng điên lên đó. Đúng không? Thường thường là thế giới này là bị vậy nhiều lắm. Và vì những con người có tính đó mà cái ban giáo lý viên ở các giáo xứ có rất nhiều vấn đề. Nói chung ra đó là vấn đề của ban giáo lý viên là cái gì? Đó là ở trong ban giáo lý cũng như ở trong giáo xứ của chúng ta có nhiều đứa nó thích nổ hơn là thích làm. Nó nổ bung lên còn hơn pháo, còn hơn kho đạn phong bì Long Bình nữa. Long Bình ăn thua chó gì, bây giờ cái chuyện là kho đạn xong rồi, bây giờ chuyển sang trảm bom này. Nổ quá chứ. Cho nên là chi là khi mà cha Việt Hưng và con đưa ra cái đề tài vào Thánh Như Xe, nói về Thánh Như Xe người ta nói nhiều rồi, nhưng mà ông chơi cái trò nhắc nhở cho các ông các bà đang ngồi ở đây này, rồi về nhà nói với các ông các bà ở nhà nữa, đặc biệt hơn nữa rằng phải dạy cho con em của chúng ta đó, làm sao cho nó thực tế một tí, sống ở trên đời này phải liệu mà học theo Thánh Như Xe âm thầm mà hiện diện. Đấy, nhưng mà nó có vấn đề là nhiều khi mình âm thầm mình không nói, nó dùn nó vùi mình luôn. Đúng không? Đấy, nó rồi nhiều khi để mình không có bon chen, nó không cho mình nói. Cái đó có không? Có. Do đó thì mình phải chơi theo kiểu Thánh Như Xe. Mình âm thầm mình hiện diện, nhưng mà mình phải âm thầm và hiện diện làm sao để mà nó được, để được đời của mình, đúng không? Nhưng mà đời mình nó không quan trọng mấy. Khi mà chúng ta đưa ra ngoài mà chúng ta phục vụ dân Chúa vào cái vai trò làm giáo lý viên đó, là cái việc quan trọng hơn hết.
là cái điều mà thầy Khôi nhắc cho chúng ta đó, là chúng ta đến đây được Thiên Chúa cứu gọi để mà phục vụ những người trẻ, đúng không? Để làm gì? Để cho các em gặp gỡ được Chúa Kitô, đúng không? Quan trọng hơn nữa, ngừng lại Chúa Kitô để tôi thấy rằng quá đạo đức. Nhưng mà cái lối giảng dạy của mình âm thầm, hiếp nhiệt, làm sao cho cái hiệu lực để mà khi gặp gỡ Chúa Kitô, mỗi người đều có một cuộc sống, và đặc biệt là chúng ta giúp nhau để mỗi người có cuộc sống. Chứ ở trên đời này không ai nên hy sinh cho ai hết, nhưng mà chúng ta sống theo cái nguyên tắc là nếu một đứa mà ngon, mọi đứa khác được nhờ, đúng không? Thí dụ như là cha có cha Việt Hưng đây, ông ấy chịu thương chịu khó, ông ấy tổ chức 30 năm. Bây giờ mẹ 30 năm là chúng nó vỗ tay, nó đâu có biết là nhiều lần chúng điên lên cô đơn chẳng thằng nào giúp. Bây giờ may ra được 3 ngàn sướng lắm. Chứ còn nhiều lắm có được cái gì? Con xin lỗi cha này trên nhé. Đấy, chơi là chơi thật. Đấy. Nhưng mà cần phải có những con người gọi là dám làm, con người âm thầm mà làm, con người làm sao cho để cái sự hiến dâng của mình nó mang lại cái điều tốt và điều tốt lâu dài. Đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng khi chúng ta đến với Thánh Giuse đó là chúng ta phải đặc biệt là nhớ. Không chưa? Ghi xuống đi. Là bởi vì nếu không nhớ, cô giảng cái bài này xong rồi cô khảo mà không nhớ, cô không cho đi ngủ. Thầy chỉ ghi từ trời là hay lắm, thầy có bao giờ dám đây là trời. Đi dám thì mới phải thì cái đó thì được rồi, mình không dám đâu. Hào hứng quá, hào hứng quá đó. Vậy thì bây giờ vấn đề là như thế này, vấn đề là việc đầu tiên đó, khi chúng ta đến với ông Thánh Giuse là chúng ta phải biết rằng trong cuộc đời này mà đúng theo cái văn hóa châu của mình là người ta nói là cái văn hóa của dòng nước chảy. Tôi biết dòng nước chảy không? Biết là khi mà nhìn dòng nước chảy, người ta chỉ nghĩ đến cái dòng chảy ở trên thôi, đúng không? Mà để cho cái dòng nước chảy đó thì cái nước ở phía dưới nó nhiều hơn và nó êm đềm hơn. Và để cho cái dòng nước mà nó có đó thì cái đất ở dưới nó phải có nữa. Do đó thì thường là đối với cái hóa châu của mình đó, là những con người nào mà biết sống trên đời là những con người mở mắt ra thấy được những cái âm thầm đầy hiện diện của cuộc sống. Đấy là những con người biết sống, đúng không? Còn những đứa không biết sống đó là những đứa chỉ nghe nó nịnh bán cả người thân mình đi, nịnh bán cả linh hồn mình đi, nó cho mình được cái này cái kia mà không bao giờ mình chạm được cuộc sống đó. Cái văn hóa châu của mình nó tuyệt vời ở cái chỗ đó, là nó lấy cái tính, nó lấy cái âm thầm, nó làm cái gì? Thí dụ như là chúng ta ăn cái bát tô phở nó ngon. Nếu cơ nãy ăn tô phở ngon không? Khai thật đi. Cơ nãy mắt của cụ coi đấy, những người nào ăn hai tô đứng lên cụ coi. Nhưng mà cơ nãy đó ở bên tôi đó có ông thầy kia ông đạo đức lắm. Ông tôi thấy ông ăn mà ông ấy muốn đứng lên thứ hai, nhưng mà nhìn sang chung quanh thấy bạn đó, ông không dám đi. Bố mày cóng kém đứng lên. Nhưng mà vấn đề chính như thế này, ở trong cuộc đời của mình đó, khi mà mình hưởng bất cứ một cái gì, bất cứ một cái gì, phúc thay những con người nào nhìn thấy những cái âm thầm phía sau đó, đúng không? Khi mà mình ăn một cái chén tổ cái tô phở chẳng hạn, bao nhiêu người âm thầm phục vụ ở nhà mình, bao nhiêu người ngày thức khuya dậy sớm đi mua đồ như vậy đó. Mình đứng đầu mình ăn, mình hùng hục mình ăn. Ông
người chết rồi. Nói chung là ở trên đời này nếu mình ăn hay là mình sống ở trên đời này mà nếu mình không thấy được những cái âm thầm, không thấy được những hiện diện rất là tốt đó, con người của mình rất kém, không có hạnh phúc nào. Đúng không? Nó mới thực sự như vậy. Ở trong gia đình cũng vậy. Nhiều khi thì mình đòi hỏi nhau nhiều quá. Ở trong cái cộng đoàn và trong ban giáo lý với nhau vậy. Mình nhiều, mình đòi hỏi nhau nhiều quá. Mà mình không nghĩ cho nhau. Mình không nhìn ra những cái âm thầm, những cái hy sinh nhỏ nhỏ. Những cái đứa nó phải quét nhà nhiều khi phải để ý coi nó. Nhiều khi những cái anh mà bảo vệ thôi. Nó tới nó coi ở ngoài cho để mình yên ý để mà dạy dỗ nó. Cái đó là quá tốt. Chỉ cần để ý một tí thôi. Để mà biết rằng có những sự hiện diện âm thầm đó mang lại bao nhiêu kết quả tốt đẹp. Đúng không? Thì cuộc đời này rất đẹp tới đâu, ban giáo lý rất tốt tới đâu rồi. Đúng không? Vậy thì ngày hôm nay tôi nói vắn tắt như thế này. Là hãy học để mà mình có thể sống được cái tính âm thầm và hiện diện của cuộc sống này. Nếu mà được như vậy, cuộc sống chính chúng ta cũng sẽ rất hạnh phúc và mang lại bao nhiêu tốt lành cho người khác. Và cha Việt Hưng đã mời tôi tới đây thì tôi bảo rằng học ở đâu bây giờ? Học ở Thánh Giuse thôi là đầy đủ hết, không cần phải thiếu gì nữa. Cụ nói thế thôi, cụ mệt, cụ nghỉ đã. Ai muốn hỏi gì thì hỏi đi, này cũng phải biết. Cụ soạn tới 9 trang mà biết là 1 trang. Kiểu đấy là tới nửa đêm. Mới có 1 trang. Nhiều khi cái cuộc sống nó như vậy á. Cuộc sống làm sao cho để mà mình cho mình khám phá ra cái đẹp của những cái đẹp và như là của những cái vật, những người hay những cái mà nó ẩn đằng sau cuộc sống. Nhiều khi mình có cái tội về đó, cái tội về đó. Ông thấy như xe là như thế. Là ông thấy như xe là cái gì? Là điều đó ở bên là ở gia đình tôi đó là ở bên Portland, Oregon. Có biết Oregon ở đâu không? Thế xu cho quê vậy. Nó ở phía Bắc ấy. Thì ở đấy nó có một giáo sư gọi là giáo sư La Vang. Bây giờ thì người ta chuyển sang giáo sư La Vang mới này. Ngày xưa đó thì nó có giáo sư La Vang cũ. Thì ở đó là giáo sư Đức Mẹ La Vang. Thì nó có tượng ông Thánh Giuse ở bên ngoài ấy. Thì cái bà sơ đó tên là sơ Tú, biết năm nay bà mừng 25 năm chưa biết, mà quên rồi. Thế thì cái bà đó bà đem bài dạy giáo lý về cũng về ông Thánh Giuse. Xong rồi là muốn hỏi đám trẻ bài trên này. Các em ơi, các em có biết ông Thánh Giuse là ai không? Có mốt nó chả biết ông Thánh Giuse là ai. Nó chả biết ông Thánh Giuse là ai. Ngân ngờ ra như vậy này, may được một đứa nó giơ tay, có giơ cao vậy không? Không dám, sợ nói sai. Giơ vậy thôi. Sơ bảo, hay quá em nói đi. Cái nó bảo, sơ ơi sơ, có phải là ông Thánh đứng ngay ở cổng á? Mà cả ngày chẳng nói câu nào. Cho nên là khi mà về giúp cho các sơ đấy để chúng tôi đặt cái tinh thần Giuse là tinh thần gì? Tinh thần Giuse là tinh thần vui vẻ làm tượng. Là tinh thần làm sao? Tinh thần làm tượng, tượng nghĩa là nào? Thế mà thần nào bảo gì làm đấy. Nó bảo đứng đâu đứng nguyên đấy. Nó cho ăn cảm ơn Chúa ăn. Nó không cho ăn cũng chịu vậy, về nhà mới chửi. Cái tinh thần của ông Thánh Giuse rất quan trọng. Nhiều khi ở bên này đó là mình sinh hoạt ở trong cái giáo xứ như là giáo lý viên, gọi là có nhiều tướng mãnh quá mà không thằng nào chịu làm quân hết. Đó là vấn đề đấy, không có đứa nào muốn làm quân hết.
ông mới vào được nửa năm thôi, còn nửa năm thôi thì ông đã bỏ những cái tài của tôi về bên giám đốc chương trình rồi, tại sao bây giờ lại vẫn còn tôi chỉ là phụ tá vậy? Thế nhưng mà ông ấy còn đang học đại học, ông đã đề ra làm cái gì đâu. Nhiều khi tôi mới bảo tao cũng không gần bằng tiến sĩ đây, nó còn chưa cho tao dạy. Nhưng mà ở trên đời này, phúc cho những nơi nào mà khi các anh chị em mà dạy cho các em á, phải dạy cái tinh thần du xe ngay từ đầu, ngay từ các em còn nhỏ, gọi là tinh thần làm tượng, để cho người ta nắm. Tuyệt vời lắm, tuyệt vời lắm, là chung sức với nhau mà làm chỗ nào nó ăn khớp với nhau, rồi thì cùng với nhau làm không được thì mình bảo nhau mình làm lại, việc gì phải nhắc lên, đúng không? Thường thường là mình không có chịu cái tinh thần làm tượng của Thánh Giuse, mà nó sinh ra đủ mọi thứ tội, đấy cũng là khía cạnh gọi là khía cạnh lỗ đấy. Là chỉ cần là chiến môn muốn nổ thôi, muốn nổi là một trong những cái rất nguy hiểm. Tinh thần du xe đó là tinh thần nó là như thế. Tại sao mà tôi nói lung tung như vậy là bởi vì cái việc Hưng đã bắt tôi là phải soạn một cái bài về ông Thánh Du Xe theo Kinh Thánh và Thánh Truyền rồi thế này. Hèn chi là những người nào đó về nhà bên vì bài giảng của tôi đó thì nó cũng ở trong này hết rồi. Đã, cho nên hèn chi tôi sẽ không đọc đâu, hay là muốn tới đọc đấy. Tớ muốn đọc thì muốn tớ tới đọc, hay là muốn tới kể chuyện. Kể chuyện. Bên thì mày hứa với tớ chứ không có về nhà mày nói ông ra việc chẳng muốn chửi tới chưa. Đó là có cái bài ở trong này này. Thì nói chung ra đó là cái tinh thần ông Thánh Du Xe đó, âm thầm theo nghĩa đó. Có nghĩa là bây giờ về ông Thánh Du Xe đó là người ta bảo rằng là về cái phương pháp mà thấy được trong Thánh Kinh thì mình rồi sẽ đọc ở trong đó thôi, phương pháp nó đơn giản thôi. Đó là mình việc đầu tiên á, phải biết coi đâu là cái gì nó là quan trọng và chắc chắn cho cuộc sống. Đó. Thường thường là về nói về Thánh Như Xe người ta cũng tưởng tượng nhiều lắm là ông cho thắng. Đều xưa bao nhiêu năm mới gặp lại ông ở đấy. Và ngày xưa đó thì ông ấy đã đẹp dài rồi, bây giờ càng có tuổi càng đẹp dài hơn nhìn không ra nhưng mà vấn đề chính như thế này, ở trên đời này đẹp dài hay không, có thành công hay không không xét, nhưng mà cái quan trọng là từng giây từng phút mình sống trong cái hoàn cảnh của mình có đạt được cuộc sống hay không, đúng không? Bây giờ thí dụ như là mình đi dạy như ông giáo sư Hy chẳng hạn, có những lúc đi seminar nó ngồi dưới toàn những cái đứa tiến sĩ, nó ngồi dưới cả mấy trăm đứa. Ôi giời, bay lên đây được cái 70-80 người như này là thua gì. Nhưng mà nếu nghĩ như vậy mà đã bay lỡ bay lên rồi mà cứ nghĩ về đằng kia thì ai thiệt? Ông thiệt chứ ta thiệt, đúng không? Khi đã về đây rồi, khi đã đến với nhau rồi thì chúng ta phải biết cái gì nó là quan trọng, đúng không? Quan trọng bây giờ là mình sống giây phút bây giờ, về đây bây giờ là mình với đại hội giáo lý, mình sống trong cái tinh thần đại hội giáo lý của mình chơi với nhau, mình cười với nhau, mình ăn với nhau, mình chọc nhau, nhưng mà nhớ vâng lời cha kể hơn. Không chưa? Là vì cuộc sống là như thế thôi. Đó, thì với ông Thánh Giuse cũng vậy, là khi chúng ta muốn dạy giúp cho các em về ông Thánh Giuse đó, nhiều khi mình cứ tưởng tượng những cái kia nó phiền hà lắm, là giáo hội dạy chúng ta là đi thẳng vào phúc âm, coi là phúc âm người ta viết cái gì, lấy cái trong phúc âm mình, đấy là cái nguồn chính tốt của mình, đúng không? Vì vậy chi này, và phân biệt cái thứ hai đó là vì ở trên đời này đó là rất có nhiều đồ giả. Đồ giả này, chúa tôi, có nhiều đứa kia lành vô cùng, nó cho tôi mượn một cái đồ để tôi đóng kịch á. Đây xong rồi thì nó bảo chúa tôi này, đây không cái cường này, phòng cường như này, gần đây này. Nó bảo đây, đừng đánh mất nhá, đánh mất thì là không có tiền mà đền đâu. Ông nội tôi làm sao vậy, nó bảo tôi sợ quá.
và tôi cứ chăm chăm tôi giữ, mà làm sao mà tôi làm nên một người ta tôi giữ mãi được, tôi để đâu được, đánh mất bố nó. Tôi sợ quá sức mà nó serious lắm. Rồi thì tôi lo quá đi mất, rồi thì nói với cha để trên, thế chứ cha phải thương con trước khi này nó cũng chết, không chết. Là vì cái đó mà thì có phải mua lại thì trả nó chắc phải hết mấy ngàn đấy, chết đấy. Thế chứ tôi sợ quá. Về sau về sau thì ông chám, thôi thì đã đỡ rồi, từ nay thì đi cẩn thận, thì được mua bao nhiêu thì mua trả người ta đi, từ nay đừng làm như vậy nữa. Tôi đừng có tôi gọi nó bảo con này con cha đánh mất rồi, rồi bây giờ thì con mua ở đâu để cha đi mua lại cha quả nữa. Nó bảo khoai giả đuổi dỗn đấy. Ở trên đời này giả giả thực hư hư, đúng không? Cần làm sao để biết đâu là cái đồ thật? Trong giáo hội đọc ở trong cái trao hội thi về ông Thánh Như Xe đó, là cái đồ thật của mình là đồ ở đâu? Ở trong cuộc đời, trong tên nước, chứ khó mà đặt, đúng không? Chứ khó đặt. Từ đó đi ra, bởi vì trong cuộc đời đó có nhiều cái nguy thư đó. Nó kể chuyện ông Thánh Như Xe đâu mà già khẳng. Rồi ông Thánh Như Xe là lên Đức Mẹ, ông Thánh Như Xe rồi 60-70 tuổi, 90 tuổi rồi. 90 tuổi rồi mà Đức Mẹ nó có 16 rồi, thì mẹ kia rồi mới sinh ra những cái tội mà vẽ một cái như xe già quá sức. Rồi thì có những chuyện, nhưng là những chuyện này chuyện kia cũng là cái hay để cho nó vui. Nhưng mà chúng ta nhớ ở trong đạo chúng ta đó, nhớ như là thầy Khôi, cảm ơn thầy Khôi là nhắc nhở ngay lúc đầu đó, cái việc của chúng ta như cười Kitô hiếu, chúng ta dạy giáo lý, chúng ta đi nhà thờ, chúng ta cầu nguyện, là chúng ta phải gặp gỡ Đức Kitô một cách thực sự, cái đó mới là, đúng không? Đó. Vì vậy khi đấy là cái điều mà Đức Giáo Hoàng là Gioan Phaolô đề nghị và Đức Thánh Cha và Francisco bây giờ đó, là ngài rất là nhắc nhở rất nhiều, nhớ là bao giờ đặc biệt khi dạy giáo lý là chúng những người giáo lý viên phải rất gần gũi với Kinh Thánh, nếu không công nghiệp. Thứ hai, khi mà chúng ta nhìn một cái gì thì đặc biệt là trong về cái đức tin của chúng ta đó, phải nhìn trong cái khung cảnh mà công cuộc cứu độ của Thiên Chúa. Thường thường là chúng ta đã đánh giá nhau đó, theo cái kiểu là bây giờ chúng ta thích, bây giờ hay không thích, đúng không? Hoặc là chúng ta thấy rằng cái này hay, cái kia dở. Nhưng mà một con người khôn ngoan, một con người biết có cái nhìn gọi là nhìn tổng thể, nhìn có trước, có sau, có trên, có dưới, có ngang, có dọc, có đủ thứ hết, để mà nhìn thấy ở trong cái khung cảnh toàn bộ. Ví dụ như là nhiều khi có những cái đứa đó, mà nó đến cái bàn giáo lý của chúng ta, nó không làm gì hết, nó chỉ có đúng giờ nó ra mở cửa, nó đón mới thôi. Có nhiều cha xứ, những các chị mà từ nay mà muốn giúp cho các cha, hoặc là muốn cho các cha mới ra trường đó, để cho các ngài đến với các em nhiều hơn, thì để ý đặc biệt vấn đề này. Tôi thấy là các giáo xứ là, nhất là các chị anh chị em ở trong bàn giáo lý đó, hay quên cái đó. Nhiều khi các anh chị em đến đấy là bắt chúng tôi dạy các em một bài đi cha, để làm gương chúng tôi ông hội, tôi chẳng biết vậy. Tôi nói thật đấy, thì anh nào bao nhiêu thầy cha tâm giới thiệu là tôi dạy học mấy ngày xưa bao nhiêu năm rồi đấy, và giờ bảo tôi dạy mấy đứa còn nít thì tôi thua, đúng không? Đấy, nhưng mà nếu mà anh chị em chúng tôi tới đấy, anh em linh mục tới đấy đó, là nhiều khi có những em nó chỉ ra nó đón chúng tôi, nó cười chúng tôi, anh chị rồi có những người giúp cho anh chị em thoải mái, anh chị em ra đón chúng tôi, lấy cái sự đón tiếp, lấy cái hospitality để mà chào đón chúng tôi. Rồi chúng tôi có thể giúp được anh chị em có gì thì từ từ rồi chúng tôi sẽ hỗ trợ. Nhưng cái quan trọng hơn hết đó, là mình đặt cái vấn đề vai trò của linh mục và của tất cả mọi người trong cái văn mạch của cuộc sống, lúc ấy mình dễ giúp nhau. Vì vậy tôi có nói là nhiều khi, ví dụ như là ngày xưa tôi coi xứ đó, là làm sao mà tôi rất là thích đến cái trường học, bởi nó có trường học cái gì nó có cái từ tiểu học đó, cái lớp nhỏ cho tới lớp 8, thì tôi rất thích đến trường học. Mấy cái đứa xấu miệng nó bảo chứ, thì
tại cha cái bên trong có nhiều cô giáo trẻ đi ạ. Hội mày nó sai chết. Tao có người thiết mà cũng thích. Nhưng mà tao phải lo cái tu phần tao. Nhưng mà thích nhất là cái đứa kia, nó một đứa nhỏ đó, nó bị cái Down syndrome đó. Đó mà mỗi lần mà cha ra là nó ra, nó mở cửa để cha ra. Nếu nó nhìn thấy bóng cha đi ra là cô giáo không thể nào giữ nó lại trong lớp được. Chỉ một đứa bé đó thôi mà nó làm cho cái tương quan của một người là cha xứ đấy. Mà thực sự đã bị giáo xứ tôi, nó có giáo xứ thường Mỹ ở đây cười Canada, rồi nó có công đoàn Việt Nam đó. Nó rắc rối nhiều, nó mình bất nhiều thứ quá, nhưng mà bao giờ cũng dành cho nhà trường một cái đặc biệt, không phải là vì cái này cái kia được cái này cái kia, nhưng mà chỉ tìm một đứa bé nó ra cái cổng. Cái mà tôi nghĩ đó, một trong những cái tinh thần như xe mà chúng ta bảo nhau nhân dịp này, đó là chúng ta phải biết để ý những cái âm thầm như thế đó. Amen. À, tới giờ rồi rồi. Người nghỉ một tí. Anh hơi nghỉ thế à? Tôi nghỉ một tí. Sau đó đến phần người ta hỏi cụ đấy. À, vậy à? Có đang nhiều tí. Cha nói nhiều và dạy ta nhiều bài học. Có một bài học lát cho nói, nhưng mà con hơi tiếc cho cha về thơ một chút.